Hello, xin chào tất cả các quý khán giả đang theo dõi chương trình của Tô Ly Phong Cuộc Sống Châu Phi. Hôm nay lúa của mình đã đến ngày được bón phân. Nó đang đẻ nhánh nhỏ nên là hôm nay mình với mọi người là sẽ nhổ cỏ và bón phân. Ở đây thì có bạn Masininu. Masininu. Ok. Đây bạn Masininu hôm nay cũng tham gia nhổ cỏ. Còn đi lên trên này là toàn bộ các chị em phụ nữ. Kia thì là chị của bạn Mazia. Còn kia là vợ của bạn Masininu. Buổi chiều nay thì mọi người là thứ bảy nên là cũng rảnh. Mọi người là đang bỏ phân. Còn bạn Mazia. Mazia xin chào tất cả các bạn. Bạn đây. Ok, muốn tôi stay với sẽ. Bạn ấy làm cũng rất là giỏi. Bạn ấy rất là thích tham gia vào những công việc mà mình ví dụ như trồng rau, hạn lúa nước là bạn cũng rất thích tham gia. Bạn ấy tí lên lại phải lên phố rồi, chắc phải mấy hôm nữa lại xuống đây. Bạn ấy rất là nhiệt tình. Lúa của mình cũng khá là tốt rồi và cũng đã đẻ nhánh. Hiện tại hôm nay mình là thời tiết mưa nên là mình bảo mọi người đi bón phân và nhổ cỏ. Vừa cũng đã có lộp bộp mấy hạt mưa nhưng mà chắc phải đến tối mới lại có. Có mưa là mưa vào buổi tối. Lúa của mình bây giờ nó tốt rồi thì cũng không sợ lắm, trẻ con có đi vào dẫm không thể dẫm vào lúa được. Masushi. Falaku. Xin chào tất cả các bạn. Tên cháu là gì? Masushi. Còn tên cháu là gì? Masushi, nome de você? Romeu. Fala assim, tem chão lá, Romeu. Tem chão lá, Romeu. Ok. Tem chão lá, Tony Fong. Tem chão lá, Tony Fong, sou eu. Tem chão lá... Tem chão lá, Miguel. Me, que? Miguel. Ok. Đây, các bạn nhỏ là cũng rất là chịu khó. Phần này là những phần trên cao là nó khô lên là lúa nó hơi kém. Những cái chỗ phần như ở dưới này là nó ẩm hơn. Nó ẩm thì nó cũng rất là tốt. Cỏ là hiện tại là lên ngang với lúa. Mình sẽ ra nói chuyện với bạn nè. Mazia. Mình cũng đã chia mỗi người một luống rồi. Mazia, tudo bem? Tudo bem, obrigado. Trabalha muito. Ok. Você faz muito bom, hein? Lúa phần này của nhà mình là dưới này là cũng rất là dày này. Bây giờ nó lớn lên nó mới nhìn nó mới cây nó mới to. Cháu tên là gì? À, nó mi kể. Cháu tên là gì? Cháu tên là... Là gì? Nó mi kể. Romeu. Tên cháu là Romeu. Phải làm ảnh. Xin cháu là Hồ Mèo. Cháu ra tì ra để cặp pi nhú á. Sim.
cây lúa của mình hiện tại bây giờ nó cũng rất là tốt, nên chị trẻ con có vào cũng không sợ là bị nhổ nhầm vào ấy. Mình mà bón phân vào như thế này buổi tối mà có mưa là rất là đẹp này. Là phân nó sẽ rã ra và nó sẽ ngấm hết xuống đất, cây sẽ hưởng thụ hết chất dinh dưỡng. Tira banh capinho, não tira arroz, né? Atrai. Masusi, atrai tem capinho. Sim. Masusi, atrás tem capinho. Có trẻ con cũng nhiều quả là cũng đỡ đi nhiều này. Này hiện tại phần trên này là đỡ đi bao nhiêu là quả này. Thế này là mình làm quả là cũng khoảng tầm phê lan đủ là cũng khoảng tầm được 4 lần nhổ quả rồi. Cỏ ở đây mọc rất là nhiều. Phê lan đủ. Cháu tên là gì? Xin chào các bạn. Xin chào các bạn. Tên cháu là gì? Tên cháu là phê lan đủ. Tên cháu là phê lan đủ. Bạn này là bạn Fernando, con gái lớn của bạn Marcelino. Còn đây là hàng xóm. Hàng xóm là kẻ Vizinho. Vizinho Marcelino. Tudo capinho grande tira bem. Não vai assim. Não pode, vai assim. Se casa te ha habido. Não pode. Ok. Còn phần dưới này hiện tại là mình trồng cải bồ đồ nha, sáng nay mới trồng xong. Sáng nay mới trồng xong là trồng đâu mình phủ cỏ đấy ngay, mà đất nó đã khô rồi. Nếu chỗ nào mà được phủ cỏ thì nó còn tươi. Thì là cây của mình cũng buổi chiều nay là sẽ tưới. Ngày tưới hai lần, sáng một lần và chiều một lần, hai ba hôm để cho nó cây nó bén rễ là mình sẽ bắt đầu là thì nó sẽ mọc rất là tốt. Còn khoai lang của mình sẽ đi ra chỗ khoai lang của mình nhé. Chỗ này hiện tại là đang có rất là nhiều cỏ. Tá bom, deixa. Tira capinho bay nhá. Lúa của mình thì lên rất là đẹp. Còn trà khoai thì cũng lên rất là tuyệt vời luôn. Trà khoai thì mình trồng họ vợ của bạn Marcelino thì cắt là cũng hơi dài nhưng mà cũng không có sao cả. Nó ở sâu thì nó sẽ lên khỏe. Còn đến lúc có củ hay không thì phải đến lúc đợi bao giờ nó đủ ngày đủ tháng thì mình mới biết được là vùng đất này nó có hợp với khoai không. Khoai của mình hiện tại là trồng là lên là cũng khá là đẹp rồi, bén rễ hết rồi.
Lâu rồi ga, tí ra cặp pi nhu xô. Nãy còn đi nhổ cỏ trẻ con này còn nghịch, lại còn nghịch trò chơi chạy ô tô nữa. Thảo là mũi xanh. Bạn Phelan đù này nhổ quả cũng rất giỏi này. Nào, nào đi, Akimi nhủ, nâu mi nhủ, capi nhủ. Xin tí ra, capi nhủ. Nó giống như cây ngô nhưng không phải. Cái này nó giống như cây ngô nhưng mà không phải, tại vì là nó là cỏ. Mấy trẻ con từ đến giờ nhổ gần hết hai luống đến nơi rồi. Còn phần dưới này của mình là lúa lên hơi kém, là nó khô quá. Nó khô quá chứ không phải nó ớm đâu các bạn. Chỗ này nó khô quá, lúc mà nó lẩy mầm ấy là nó lẩy mầm sau mất mấy ngày. Cây nào mà nó lên khỏe là nó lên khỏe ngay, là độ ẩm nó có. Còn cây nào mà cứ lên kém là nó sẽ rất là kém luôn. Thế là đủ giá phôi. Nấu cây xe cặp bi nhu á. Ây, tên cây xe atrai. Để xa cặp bi nhu. Đi đi mấy ta được, mấy ta được. Pô để tí ra capi capi la ai để poi ga tu no entra ve va siu eni no entra ki. Mình vừa bảo bạn ấy dọn cỏ bà sạch để cho chuột nó thấy thoáng thì nó sẽ không đến. Sau này chỗ đấy là mình trồng hết rau. Hiện tại là cà tím của mình là gieo là vẫn chưa lên được. Con của vợ bạn Marcelino lại khóc rồi. Phelan đù là đang trông trông con cho bạn rồi. Phelan đù đang trông con cho bạn vợ bạn Marcelino. Cháu đang khóc trong nhà. Oi, levanta, levanta, senta assim, assim, por esse, não vai, vai esse, não, depois você, dessa, batiu de arroz. Thank you.
Mới đầu tiên thì rất ít người, nhưng mà đến gần về cuối thì là rất là đông người. Rất là đông người đến giúp mình nhổ cỏ, tại vì là mới tiên mình cấy lúa là mọi người không biết đâu nhé. Không biết hạt lúa như nào, cây lúa như nào. Hiện tại thì mọi người đã biết là cây lúa là hình thù như thế này rồi. Còn đến lúc chỗ bông nữa thì mọi người chắc còn vui nữa. Tira bem capinho, é? Mas já. Eu tirar bem o capinho. Antes de chegar na ponte. Bạn ba tì nhù thì bạn ấy lên phố xong bây giờ bạn mới về đến đây. Bạn nó đang tham gia nhổ cỏ. Eu esqueci. Que você quer? Eu esqueci falar a língua do Vietnã. Xin chào các bạn. Tên tôi là Xin chào các bạn. Tên tôi là Martinho. Tá bom. mỗi người chia một luống, thế mà cũng đã được 1, 2, 3 luống rồi. Còn 2 luống nữa là xong.